Những năm gần đây, việc mua sắm và thanh toán không dùng tiền mặt đã dần trở nên phổ biến, nhất là sau đại dịch Covid-19, người dân mua hàng trực tuyến và thanh toán trực tuyến nhiều hơn. Bắt kịp xu hướng này, nhiều tiểu thương tại thành phố Đà Nẵng hiện nay cũng sẵn sàng để khách thanh toán trực tuyến, dù ở bất kỳ hóa đơn lớn hay nhỏ, sử dụng lâu dài. Chính các tiểu thương còn thích những tiếng tinh tinh khi khách thanh toán trực tuyến, tiền về tài khoản. Giao dịch bằng không tiền mặt thì nó cũng nhiều và tiện lợi cho khách hàng, bởi vì là cũng có nhiều khách hàng là người ta không mang theo tiền mặt, người ta sử dụng điện thoại nên người ta cũng có thể quẹt mã và thanh toán trực tuyến được. Nói chung mình cũng rất là mong muốn để khách hàng thanh toán bằng trực tuyến thì mình dễ dàng hơn trong việc mình không cần phải kiểm tiền, đếm tiền, nó khỏi mất thời gian cái công đoạn đó. Chuyển khoản vào thì mình có thể biết được là tài khoản tiền nó vào là đúng số tiền. Có những cái chương trình áp dụng giảm giá đối với các ngân hàng, khách hàng có thể dùng app giảm giá thì có thể được giảm giá khi mua sản phẩm.